trong chương trình này 99.000 một bộ nha, mà mọi người mua 2 bộ 180.000 thôi. Rồi hôm nay là một cái video giới thiệu cho các anh chị chương trình đồng giá cực kỳ hấp dẫn của đồ nghề tự chọn diễn ra trong tháng 10 này. Và đây là khoảng 1.200 cây kèm. Thì ở đây nó chỉ là show ra một ít thôi, mình show ra không có chỗ chứa. Nhưng mà cái chương trình lần này là có 1.200 cây kèm bán đồng giá cho các anh chị luôn. À, thì đó là cái hãng Tuncen. Đây là chương trình của tháng 10 cho hãng Tuncen tài trợ các anh chị. Rồi, trong đây nè, trong đây mình đang cầm một cái bảng nè. À, trong đây mình sẽ nói giá lẻ cho các anh chị coi. Thứ nhất á, là những cây kèm giá bán lẻ bình thường nha, là 91.000, 100.000, 82.000, 91 nè, 75 nè, 90 nè, 109, 120 và 174.000 nha. Tất cả những cái sản phẩm này nó sẽ có ba cái mức giá đồng giá. Ở đây còn hai cây lục giác nữa nè. Hai cây lục giác là 160.000 một bộ ha. Thì nó sẽ có chương trình đồng giá như sau, sẵn giới thiệu cho các anh chị luôn. Rồi, đồng giá những cây kèm à, những cây kèm như thế này: 91.000, 100.000, 82.000, 75.000, 90.000, 120.000. Tất cả đều đồng giá với nhau là 59.000 luôn nha anh chị. 59.000. Kèm cắt có nè à, kèm mó nhọn có nè. Rồi, kèm đầu bằng có luôn. Đâu, kèm đầu bằng, kèm đầu bằng có luôn ha. Kèm cắt, kèm mó nhọn, kèm đầu bằng. Thì tất cả những cái sản phẩm này nè, đường link mình để bên dưới nha. Anh chị mua đến siêu thị đồ nghề tự chọn tại 239 Trần Hoàng Na á, thì các anh chị vô đây anh chị cứ lựa thoải mái, vô tư ha, vô đây lựa lấy bao nhiêu thì lấy nha. Rồi, 59.000 một cây. Rồi, cái chương trình thứ hai, thôi bây giờ nói xong cái này đi. 59.000 một cây ha. Nhưng anh chị mua 3 cây. 3 cây nha. 3 cây có 59.000 thì 3 cây đâu đó nó gần 180 đúng không? Bây giờ anh chị mua 3 cây chỉ có 160.000 thôi các anh chị. 3 cây ngẫu nhiên nha. Mình mua 3 cây giống nhau cũng được, hoặc là 3 cây mỗi loại cũng được luôn. Ha, à, các anh chị, 3 cây đồng giá 160.000 cho trọn bộ 3 cây như vậy. Còn mọi người mua lẻ đó, cái kìm ngắn không biết, cái kìm dài không biết, cái kìm giá bao nhiêu không biết, những cái kìm dạng như thế này, màu vàng như thế này nè, đó để ở đây, đồng giá 59.000 nha, bao gồm kìm cắt nè, kìm bấm nè, kìm mỏ nhọn ha các anh chị. Đồng giá 59.000, link sản phẩm ở dưới anh chị cứ đặt đi, đặt đi bên mình sẽ ship đến cho các anh chị luôn. Và giá đây là chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lưu ý nha, giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Chương trình có thể kết thúc sớm nếu những cái sản phẩm này hết sớm nha các anh chị, lưu ý nha, hấp dẫn nha. Rồi, đó là một cái chương trình. Thứ hai là đồng giá 99.000 à, cái chương trình này cũng rất là hấp dẫn nha. Thì áp dụng cho cái gì? Áp dụng cho hai cái bộ lục giác, bao gồm một bộ lục giác bông và một bộ lục giác là vuông nha. Đây có hai cái mã lục giác này, thế này cho anh chị nè. Giá bán lẻ của cái bộ này 160.000 160.000 một bộ bán lẻ. Nhưng mà bây giờ trong chương trình này 99.000 một bộ nha, mà mọi người mua 2 bộ 180.000 thôi. Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển nha. Giá này sale off, hỗ trợ chương trình đồng giá cho các anh chị luôn. Mọi người có thể chọn nè, một cây này, một cây đầu vuông, một cây đầu bông, hoặc là hai cây đầu vuông, hoặc là hai cây đầu bông đều được hết ha. Đồng giá luôn 99.000, mua hai cây chỉ có 180.000 thôi. Ngoài ra nó có một cái kèm bấm chết này luôn, kẹp trong combo cho các anh chị nha. Cái kèm bấm chết này nè, giá của nó là 174.000. 174.000 ha. Thì nó vẫn đồng giá 99.000 cho các anh chị luôn, cây kèm bấm chết nha. Đây, cây kèm bấm chết này đồng giá cho các anh chị luôn ha. 174.000, đồng giá 99.000 luôn. Rồi, anh chị mua 2 cây chỉ có 180.000 thôi. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất nha. 2 cây 180.000 thôi. Bây giờ có thêm combo cho mọi người lựa chọn nha. Ha, một là anh chị mua 2 cây lục giác, được chưa? 2 cây lục giác cùng loại cũng được, hoặc là khác loại, mỗi cái một loại cũng được, hoặc là anh chị mua một cái loại lục giác. Một cây kèm này vẫn là cho anh chị là đồng giá luôn nha các anh chị, đồng giá 180.000 nha. Nói chung là chương trình này những cái sản phẩm nào mà 99.000 đồng giá 2 cây chỉ có 180.000 thôi, quá trời hấp dẫn cho các anh chị luôn ha. Đó, lục giác nè, lục giác á, lục giác bông, lục giác bông, lục giác vuông ha. Rồi, kèm nó sẽ có nhiều kích cỡ, 6 inch 7 inch 8 inch. Kìm cắt là có kìm cắt công nghiệp, kìm cắt thường ha, kìm bấm nha. Tất cả những sản phẩm này có đường link ở dưới luôn, các anh chị có đặt hàng, đặt xong bên đồ nghề tự chọn lên đơn giao cho các anh chị luôn. Mà lưu ý nè, cái phí vận chuyển đó các anh chị, bình quân những cái này một cây cũng vậy, ba cây cũng vậy, hoặc là 4 cây 5 cây, thì bên đồ nghề tự chọn khoảng phí vận chuyển không gài, mà bên đồ nghề tự chọn chuyển cho mọi người á là đâu đó là khoảng 30.000
ha. Nếu mà các anh chị nào mua thì chuẩn bị giùm em 30.000 tiền chi phí vận chuyển nha. Chúng ta mua càng nhiều đi, chi phí nó rẻ hơn. Còn bạn mua một cây phí vận chuyển cũng 30.000, mua 3 cây phí vận chuyển cũng 30.000. Nên là nhân cái cơ hội này nè, các anh chị có đặt link trong sản phẩm, bên em lên sản phẩm ship cho mọi người luôn. Thì coi như bây giờ đó là mình mua những cái sản phẩm này đang được sale up 50% nha. Mua coi như là mua 1 tặng 1, đóng gói thành 3 nha các anh chị. Đó. Đồng giá nha, đồng giá nha. Còn đường link sản phẩm đặt bên dưới nha các anh chị. Rồi, tháng 10 là tháng sinh nhật của đồ nghề tự chọn, nên là các anh chị tranh thủ mua hàng rất là nhiều voucher, rất là nhiều khuyến mãi, rất là nhiều chương trình hấp dẫn. Kèm theo đó là những cái quà tặng nè, áo nè, tặng nón nè, tặng bình nước nè. Và có những chương trình là hỗ trợ trợ giá cực kỳ hấp dẫn từ những cái nhà cung cấp cho đồ nghề tự chọn luôn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Các anh chị nhớ nha, hết sản phẩm, hết hàng là hết chương trình, và sẽ chạy chương trình khác. Anh chị cố gắng tranh thủ mua những cái dòng sản phẩm của Tuncen này nha, hàng chất lượng xuất khẩu châu Âu nha các anh chị. À quên, sẵn đây luôn ha, có một cái bộ này luôn nha. Cái bộ này mình cũng giới thiệu từ trước luôn. Anh chị mua lẻ bình thường thì nó đâu đó nó tầm khoảng 250-300 ngàn, thì trong cái chương trình chúng ta chỉ có 160 ngàn cho cái bộ này thôi, bao gồm 3 cái lưỡi dao nha, 3 lưỡi dao, mà cái lưỡi dao nè, 3 dao gọt giấy nè, 20 lưỡi nè, 20 lưỡi sơ cua, một cái thước 3 mét, một cái thước 5 mét, để chúng ta cắt cáp, cắt cái băng keo, rồi gọc giấy, gọc thùng, rồi xếp lại được nó, cái dao này xếp lại được nó, mình mòn rồi mình thay lưỡi này, mình thay lưỡi xong mình đo kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao của những cái thùng, sau đó chúng ta đóng hàng cho mình. Nếu anh chị nào mà đang mua hàng nhiều ha, đang đóng hàng nhiều, chúng ta mua cái bộ này nha, 160 ngàn, đường link sản phẩm có bên dưới luôn, 160 ngàn ha. Rồi, đây là chương trình đầu tháng lên cho mọi người, cái chương trình giới thiệu rất là hấp dẫn, những cái chương trình mà đồng giá nè, chương trình trợ giá nè, chương trình mua nhiều được nhiều giảm nhiều ha các anh chị. Tất cả sản phẩm nằm ở đường link bên dưới, hoặc là các anh chị có thể là nhắn tin qua số Zalo, bên mình sẽ gửi những cái thông tin sản phẩm ra cho các anh chị đặt hàng online luôn. Ok nha. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Nhớ đón chờ những chương trình hấp dẫn sắp tới. Bye bye. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.